Hito và Hito A cộng là bộ đôi thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp hỗ trợ cải thiện tầm vóc cho trẻ, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được chuyển giao từ Nhật Bản theo tiêu chuẩn GMP. Sản phẩm được bào chế từ những thành phần quý đã được chứng nhận hiệu quả vượt trội trong hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ như canxi hữu cơ từ cá tuyết, vitamin D3, vitamin K2 cùng các vitamin nhóm B, kẽm gluconat và magie gluconat. Đặc biệt, sự kết hợp của bộ ba canxi hữu cơ từ lưng xương cá tuyết cùng với D3 và vitamin K2 không chỉ hỗ trợ tăng trưởng chiều cao vượt trội mà còn giúp trẻ tăng cường trí nhớ, hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch hiệu quả. Bộ đôi canxi cá tuyết Hito và Hito A cộng ngay từ cái tên gọi đã cho chúng ta thấy rằng là cái thành phần chính của nó là từ canxi từ cá tuyết. Đây là một trong 10 loại cá ngon nhất thế giới, chứa rất nhiều canxi, vitamin D và omega 3 nên rất tốt cho sự phát triển của hệ xương cũng như trí não và thị lực của đứa trẻ. Và do có thành phần là canxi hữu cơ từ xương lưng cá tuyết được nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản, cho nên sản phẩm Hito và Hito A cộng có nhiều ưu điểm hơn so với những sản phẩm mà hỗ trợ canxi ở trên thị trường. Đấy chính là sinh khả dụng cao và khả năng hấp thu tốt. Nó giúp hỗ trợ sự phát triển xương theo đúng cái thời kỳ của xương và nó làm tăng cái mật độ xương. Nó không gây cái hiện tượng như là lắng đọng ở mô mềm hay là nóng trong và táo bón. Bộ đôi thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hito và Hito A cộng đã được chứng minh trên lâm sàng có tác dụng hỗ trợ phát triển chiều cao hiệu quả cho trẻ, tăng cường hàm lượng canxi, vitamin D3 trong giai đoạn phát triển vàng của trẻ, hỗ trợ xương và răng chắc khỏe. Sản phẩm phù hợp sử dụng cho các trường hợp trẻ em còi xương, chậm mọc răng do thiếu canxi, trẻ thấp còi trong giai đoạn dậy thì. Toàn bộ nguyên liệu đầu vào được kiểm định chất lượng cao với quy trình khép kín 100%, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại nhất trong bào chế ở dạng bột và dạng siro, nên nó rất an toàn đối với sức khỏe của con người và đã được chứng minh trên lâm sàng là nó vừa an toàn lại vừa hiệu quả với rất nhiều các đối tượng, từ trẻ nhỏ đang trong độ tuổi phát triển cho đến phụ nữ có thai hay là những cái người trưởng thành mà bị loãng xương hoặc có nguy cơ bị loãng xương. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhật cũng đã trải qua một quá trình cân nhắc lựa chọn nhiều sản phẩm hỗ trợ phát triển chiều cao trước khi tin tưởng sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hito A cộng để cải thiện tầm vóc cho cậu con trai đang trong độ tuổi mẫu giáo của mình. Thật ra thì mình cũng tìm hiểu rất là nhiều sản phẩm rồi, thế nhưng mà với cái sản phẩm Hito A cộng thì mình thấy rất là nhiều mẹ phản hồi rất tốt này, và hơn nữa là có các cái chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành cũng khuyên mình là nên sử dụng sản phẩm Hito A cộng, nên là mình quyết định cho con sử dụng và mình đã duy trì cho con sử dụng. Thì sau khoảng 9 tháng thì mình bắt đầu đo lại cho con thì con đang cao từ 1m1 lên đến 1m15, có nghĩa là con lên được 5 phân. Thật sự mình cảm thấy rất là vui mừng về điều đó. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.